chào quý khán giả đã đến với kênh Thời sự News. Kính thưa quý khán giả, xuất phát từ sự vụ Hải quân Triều Tiên đưa tàu bè đến Biển Đông ủng hộ cho Việt Nam, quan hệ giữa hai nước Trung Triều đã xuống thấp đến mức độ thấp nhất kể từ ngày Trung Quốc lập nên chế độ Đảng Cộng sản vào năm 1949. Nhiều cuộc chiến ở biên giới hai nước bùng phát, cả hai bên đều cho người ám sát thủ lĩnh của nhau. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình và ông Kim Jong-un đều có sự đề phòng tối mật, nên các cuộc ám sát đều không mang lại kết quả như ý. Những ngày qua, ông Kim Jong-un phải lên giường bệnh vì bệnh tim tái phát. Thế nhưng, cuộc chiến Trung Triều càng trở nên căng thẳng hơn khi em gái ông Kim Jong-un có tính hiếu chiến hơn cả người anh của mình. Vào sáng hôm nay 14 tháng 3, bà Kim Jong-un mới từ Malaysia trở về nước, đã ngay lập tức lao vào công việc. Người ta nói rằng nữ lãnh chúa này thích chuyện xử tử đối phương còn hơn cả việc tìm lấy một ông chồng như ý ở cái tuổi 34. Kẻ đầu tiên mà bà Kim Jong-un sờ đến là tướng quân đội được cho là tay chân của Tập Cận Bình. Viên tướng này tên Triệu Liêu, dựa vào lời khai báo của cháu ruột khi gặp ở nhà tù Malaysia. Bà Kim Jong-un lệnh cho bắt viên tướng này và tự tay tra hỏi. Chỉ sau một giờ bị tra tấn không chịu nổi đòn đau, viên tướng đã thừa nhận làm việc cho Tập Cận Bình cùng với tướng không quân Lý Lượng đang trốn tại Malaysia. Theo lời viên tướng này, cha mẹ của hắn vẫn còn đang sống tại Bắc Kinh. Đứa con gái thứ hai của hắn cũng đang sống cùng ông bà nội ở đó và bị Tập Cận Bình khống chế. Nên hắn bắt buộc phải nghe lời Tập Cận Bình, nếu không cha mẹ và con gái hắn sẽ biến mất khỏi thế gian này. Kế hoạch Tập Cận Bình đưa ra là thu thập bằng chứng về quân sự, thâu tóm toàn bộ binh phía Nam, nơi hắn chỉ huy chờ lệnh của Tập Cận Bình đảo chính. Hắn hoàn toàn không biết cuộc đảo chính đó thế nào, nhưng khi được lệnh phải đưa ngay sư đoàn đánh thẳng vào quảng trường Kim Nhật Thành, khống chế sư đoàn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của thủ đô. Còn tướng Lý Lượng chỉ huy không quân sẽ tấn công quân khu bảo vệ thủ đô, bắt giữ hai niêm anh Kim Jong-un và những kẻ thân tín với chủ tịch. Ngoài ra còn có những tướng tá khác ở nhiều sư đoàn sẽ hợp tác với hắn khi cuộc đảo chính bắt đầu. Những tướng tá đó là ai thì hắn cũng chưa biết bởi thời cơ chưa tới. Ngay sau khi bắt tướng Triệu Liêu, bà Kim Jong-un lệnh bắt giữ hàng loạt các quan chức có liên quan đến âm mưu đảo chính do Tập Cận Bình khởi xướng. Theo luật pháp Triều Tiên, những kẻ này không cần xét xử sẽ đem ra pháp trường ngay tức khắc. Tuy nhiên, bà Kim Jong-un vẫn phải đợi anh trai mình khỏe lại mới hành hình những kẻ phản quốc này. Không phải bà chờ lệnh anh trai, mà bà muốn đó là món quà chúc mừng anh trai mình mới tai qua nạn khỏi. Cũng vào sáng hôm nay, bà Kim Jong-un lệnh cho hải quân nã hàng trăm quả tên lửa lên bảy đảo đá nhân tạo của Trung Quốc. Đây là màn trả đũa của hải quân Triều Tiên khi đáp lại âm mưu đen tối của Tập Cận Bình. Trên sóng truyền hình nhà nước Triều Tiên, bà Kim Jong-un gửi một thông điệp cứng rắn đến họ Tập mà người nghe phải sởn tóc gáy. Vẫn là những thông điệp cũ của ông Kim Jong-un, nhưng lời lẽ của bà Kim Jong-un nghe đáng sợ hơn rất nhiều. Bà nói rằng bom nhiệt hạch của Triều Tiên sản xuất ra mới thử nghiệm chưa sử dụng thật. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn địa điểm đó là thủ đô Bắc Kinh và con đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ngay cả nước Mỹ cũng coi chừng, bởi nạn dịch đói khiến nhiều người dân vô tội Triều Tiên bỏ mạng liên quan đến sự cấm vận của Mỹ. Khi Triều Tiên đã không còn gì để mất, thì những nước thích đối đầu với Triều Tiên sẽ nhận những đòn trừng phạt nghiêm khắc. Trung Quốc là nước lớn, nuôi tham vọng xâm chiếm Triều Tiên qua nhiều thế hệ. Bằng chứng ngày hôm nay quá rõ ràng cho một âm mưu đảo chính mà kẻ chủ mưu chính là Trung Quốc. Trong chiến tranh, đơn giản là chiến thắng sẽ thuộc về kẻ mạnh. Nếu Triều Tiên không tỉnh táo thì đã trở thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc như Campuchia. Ông Tập Cận Bình hãy nhớ lấy ngày này và nhớ những gì ông đã gây ra cho nhân dân Triều Tiên. Liên quan đến vụ ám sát ông Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh, một cuộc truy lùng gắt gao do Tập Cận Bình phát lệnh tại thủ đô Bắc Kinh vào đêm qua 13 tháng 3. Như chúng tôi đã đưa tin vào hai bản tin trước, hai quả đạn quả lực B-41 bất ngờ nổ tung trong đêm, nhắm vào nhà riêng của ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh. Theo nguồn tin tình báo Việt Nam tại Trung Quốc tiết lộ, một cuộc truy đuổi bắt đã diễn ra và sau đó là một cuộc đấu súng dữ dội. Nguồn tin trên nói rằng có vẻ như ông Tập Cận Bình không ở trong căn nhà nói trên khi xảy ra vụ nổ súng. Ông Tập có đến 10 cái nhà riêng nằm rải rác khắp thủ đô Bắc Kinh. Không phải ông ta thừa tiền lắm của làm nên những căn nhà này,
mà đây là sự ưu đãi của nhà nước đối với ông. Thường thì khi hết giờ làm việc, ít nhất có một đoàn xe từ văn phòng chính phủ đi ra, và theo sau rất nhiều xe vệ sĩ. Những chiếc xe này giống y đúc nhau, cùng màu đen, cùng là loại xe chống đạn. Nó lao về mỗi hướng một chiếc, hướng nào cũng có những chiếc xe đi sau hộ tống. Đó chính là lúc ông Tập Cận Bình tan giờ làm việc và đi về nhà đi. Nếu có những tay súng muốn ám sát hoặc tình báo bám đuôi, thì không biết ông Tập Cận Bình ngồi trong chiếc xe nào, mà đêm hôm đó ngủ ở đâu trong 10 căn nhà riêng biệt đó. Căn nhà đêm qua bị hai quả B-41 bắn nổ tung, có vẻ như không có ông Tập Cận Bình ở trong. Nguồn tin tiết lộ hai kẻ ám sát ông Tập Cận Bình là người Triều Tiên, do ông Kim Jong-un cử đến Bắc Kinh ám sát ông Tập. Khi bắn xong hai quả đạn, hai lính đặc nhiệm này rút từ mái nhà bên cạnh, cách nhà ông Tập Cận Bình khoảng 30 mét, xuống phố, rồi nhảy lên một chiếc xe phân khối lớn chạy trốn. Họ bị quân đội và lính cận vệ của ông Tập đuổi theo truy sát suốt quãng đường dài 4 km chung quanh thành phố. Cuối cùng họ bị tắt đường vì đến Trung Quốc ngăn chặn tại khu bệnh viện 301. Cuộc chiến diễn ra trong một khu nhà 6 tầng cho đến 6 giờ sáng nay mới kết thúc. Cả hai người lính đã hy sinh khi họ bắn đến viên đạn cuối cùng và cho nổ tung tòa nhà với một khối thuốc nổ lớn. Khoảng hơn 200 lính Trung Quốc tử nạn vì khối thuốc nổ quá lớn gây nên sức mạnh khủng khiếp. Mới chỉ tính từ đầu năm cho tới nay, ông Tập Cận Bình đã bị các phe phái ám sát đến 4 lần, trong đó có cuộc ám sát mới nhất của tình báo Triều Tiên do ông Kim cử đến vào hôm qua tại nhà riêng. Rất may cho ông ta, cả 4 lần đều thoát chết trong gang tấc. Theo con số thống kê mới nhất, Tập Cận Bình là người bị ám sát nhiều nhất trên thế giới, sau đó đến Thủ tướng Hun Sen của Campuchia. Chỉ cần nhìn qua sự kiện này, chúng ta cũng hiểu rằng ông ta bị nhiều người căm ghét, muốn trừ khử ông ta. Cũng từ vấn đề này, thế giới nhìn nhận được con đường mà các nước cộng sản đang đi, có lẽ bị người dân oán ghét nhất. Không những thế, nhiều phe phái đối lập cũng muốn loại bỏ chế độ độc tài, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vào hồi tháng trước, khi Tập Cận Bình đi thị sát ở Quảng Đông, cũng bị một nhóm người ám sát bằng súng bắn tỉa. Tuy nhiên nhóm lính này chưa thực hiện được thì đã bị quân lính Tập Cận Bình phát hiện. Cuộc rượt đuổi và truy lùng diễn ra ngay sau đó. Hai trong 10 nhóm này đã bị bắn hạ trong cuộc đấu súng gay gắt xảy ra ở Quảng Đông. 8 người còn lại sau đó trốn thoát mà không để lại dấu vết. Trong thời gian qua, nhiều cuộc truy lùng những phe nhóm đối lập diễn ra. Quân đội Trung Quốc tập trung vào hàng ngũ sĩ quan binh lính hải quân, bởi Tập Cận Bình cho bóc tướng đô đốc Thẩm Kim Long, dù ông đã chạy thoát sang Đài Loan. Tuy nhiên quân lính dưới quyền của vị đô đốc này vẫn nổi dậy ở nhiều nơi. Vấn đề nằm ở chỗ, lính hải quân Trung Quốc không muốn tấn công xâm chiếm đảo Đài Loan, bởi vậy họ ủng hộ Thẩm Kim Long. Mới đây nhất, một vụ ám sát nữa lại xảy ra khiến Trung Nam Hải loạn xạ ngầu. Tập Cận Bình không giữ nổi bình tĩnh đã cho bắt giữ tất cả những kẻ bị tình nghi trong vụ ám sát này. Xét quanh tình hình vụ việc, Tập Cận Bình ra lệnh bắt 12 tướng tá ở Trung ương bí mật ám sát ngay trong phòng chủ tịch nước. Hai nhân vật cận kề với Tập Cận Bình là Vương Tôn, cố vấn đặc biệt của ông, và phó chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn bị bắt giữ sau khi hai vụ nổ kho vũ khí gây chấn động dư luận Trung Quốc, làm thiệt mạng hàng trăm ngàn người xảy ra tại Bắc Kinh và Liêu Ninh, làm cho cuộc đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra gay gắt và căng thẳng hơn bao giờ hết. Hàng loạt các vụ đào tẩu, thanh trừng chính trị diễn ra tại Trung Quốc trong hai tháng qua, làm cho chế độ Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình bị lung lay dữ dội. Chưa bao giờ chính trường Trung Quốc lại chao đảo dữ dội như trong thời gian gần đây. Nguyên nhân vẫn xuất phát từ sự tham quyền cố vị, áo vận thống trị thế giới của Tập Cận Bình, khiến cho ông ta tạo ra không ít kẻ thù trong và ngoài nước. Rất nhiều người muốn ông ta phải biến mất trên hành tinh này, thì Trung Quốc và phần còn lại của thế giới mới được bình yên. Để đạt được mục đích, ông ta hầu như sẵn sàng sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, dù là tàn bạo nhất. Một diễn biến có liên quan sau khi vụ Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, mà dư luận tin rằng đây là một vụ đầu độc chưa kịp lắng xuống đi vào sáng ngày hôm qua. Hai nhân vật quyền lực khác là cố vấn cấp cao của ông Tập và Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn tiếp tục bị bắt giữ sau khi hai vụ nổ kho vũ khí Liêu Ninh ở ngoại ô Bắc Kinh làm thiệt mạng hàng trăm ngàn người, trong đó có hơn 6.000 binh sĩ Trung Quốc
đang gây xôn xao dư luận. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua 13 tháng 3, trong khi tại Liêu Ninh xảy ra một vụ nổ lớn gây thiệt hại trên diện rộng, khiến ít nhất 1.500 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương. Với hơn 1.750 tấn vũ khí các loại được cho là của lực lượng chống đối, chuẩn bị dùng để đảo chính, lật đổ Tập Cận Bình. Chứa trong một nhà kho tại gần sư đoàn lục quân số 3 tại tỉnh Liêu Ninh, vụ nổ đã tạo nên sức công phá ngang với 40 tấn thuốc nổ, gây động đất 3,5 độ Richter. Vụ nổ khủng khiếp tạo nên một đám mây hình nấm, làm rung chuyển cả thành phố Liêu Ninh, khiến nhiều tòa nhà bị phá hủy. Sóng xung kích của vụ nổ lan tỏa khắp thành phố, cách hiện trường 100 km. Người ta cũng nghe được âm thanh của nó. Theo thống kê sơ bộ, vụ nổ gây thiệt hại lên đến 3 tỷ đô la, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của người dân, trong đó có hơn 100.000 người bị mất nhà cửa, 400 điểm trong ngày. Vào lúc 10 giờ tối qua, một vụ nổ kinh hoàng khác cũng xảy ra tại khu vực ngoại ô Bắc Kinh, khiến cho Bắc Kinh trung chuyển. Ước tính có gần tới 200.000 người bị thiệt mạng. Theo một thống kê tính đến sáng nay, con số nạn nhân chưa dừng lại ở đó. Vụ nổ kho vũ khí khủng lần này gây thiệt hại nặng nề đến một khu vực rộng lớn phía tây nam Bắc Kinh. Vụ nổ lớn đến mức những người có mặt ở Lý Tường Thành, cách đó chừng 240 km, vẫn nghe thấy và nhìn thấy những cột khói hình nấm, tương tự như khi quả bom nguyên tử Little Boy được thả xuống Hiroshima của Nhật Bản. Nơi vụ nổ xảy ra, gần như toàn bộ mọi công trình nhà cửa xây dựng trong phạm vi 3 km đều bị san bằng. Binh lính thuộc sư đoàn tăng thiết giáp đóng quân cách đó 140 km vẫn nghe thấy tiếng nổ, cảm nhận dư chứng của nó. Những nơi khác thì nghĩ rằng có động đất xảy ra ở Bắc Kinh. Sức công phá của vụ nổ ước tính lên tới 20.000 tấn TNT, nghĩa là nó tương đương với quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. Có hơn 200.000 người đã bỏ mạng trong vụ nổ. Theo một số thống kê sơ bộ, trong đó có cả một bí thư của Bắc Kinh, các nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy các mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống như mưa. Mọi người có cụm trong nhà không dám ló mặt ra ngoài. Sóng xung kích và dư chấn của vụ nổ cảm nhận được cách xa tới 350 km. Hơn 6.000 binh lính Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương trong hai vụ nổ liên quan. Hai nhân vật quyền lực trong đảng Cộng sản Trung Quốc, những người được coi là cánh tay mặt của Tập Cận Bình đã bị bắt. Cảnh sát cho biết hai nhân vật trên có liên quan đến hai tai họa bất thường khi đang có âm mưu kết hợp với quân đội thực hiện cuộc đảo chính lật đổ Tập Cận Bình. Cư dân mạng bình luận, sự cố kinh hoàng trên khiến nhiều người cho rằng số mạng của Tập Cận Bình có lẽ vẫn chưa kết thúc vào thời điểm hiện tại, mà nó chỉ xảy ra vào một thời điểm thích hợp nào đó trong tương lai. Bản tin của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.